Xin chào toàn thể quý khách hàng thân yêu của Minh Thiên. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2021. Minh Thiên sẽ làm video để giới thiệu một loại khuôn ạ. Khuôn này thì bên em thường gọi là cửa sổ giả nhé, hoặc là mình có thể gọi là chớp tròn cũng được ạ. Mẫu này thì chất liệu của nó là bằng nhựa composite ạ. Và kích thước của nó, để em đo kích thước này. Đây ạ, kích thước của nó là rộng 80 nhá, đường kính 80. Và độ dày của nó, đây ạ, độ dày bê tông của nó là 4 phân các bác nhé. Cái chớp này thì nó không có huỳnh, tất cả nó đều là phần thoáng hết ạ, không có phần huỳnh nhá. Đây ạ, khuôn rất là dày dặn luôn ạ. Đây, chất liệu nhựa của nó là làm bằng nhựa composite nhé. Mặt sau của nó đây. Khuôn này thì hiện tại bên em đang bán là 1 triệu một khuôn nhé, chưa có vận chuyển ạ. Cái mẫu của chớp tròn này thì thường là mình sẽ lắp ở vị trí là ở phần phía trên hiên nhà, để cho nhà nó thoáng. Ngoài ra thì bên em cũng có cái loại chớp mà có huỳnh ở bên dưới nhá, nhưng mà đường kính của nó nhỏ hơn ạ. Nó có đường kính là 60. Nên bác nào mà đặt mẫu nào thì có thể liên hệ với bên công ty ạ. Bên em thì vẫn có hai số điện thoại thường xuyên liên hệ. Số thứ nhất là 0333 001190 ạ. Số thứ hai là 0981 441 808 ạ. Và hãy bấm vào đăng ký kênh YouTube của Minh Thiên để có thể truy cập các video cũng như là hàng hóa của bên công ty ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ạ.